Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi lại chia sẻ tới quý vị và các bạn một số cây ở trong vườn nhà, báo giá cây. Qua đó cũng chia sẻ tới các bạn mới chơi một vài kỹ thuật làm đẹp cho một cây si. Đây là một cây si ở trong vườn nhà này. Quý vị và các bạn xem kỹ cây si này trước khi tôi sửa này. Cây sen này có ưu điểm thì nó rất là già, cực kỳ già luôn, nó già như hoa đá luôn, thân cũng lô cục này, bệ rễ của nó cực kỳ già các bác nha. Các bác xem tổng dáng cái chiều chính của nó này, đây mới là chiều chính của nó này. Bệ nó trải ra này, nhìn quá đã luôn. Tại sao tôi phải sửa cây si này? Quý vị và các bạn xem một vài nhược điểm của cây si nhé. Nhìn chiều kia thì chân bệ nó rất là đẹp này. Nhưng nhìn chiều này thì chân bệ của nó chưa được lộ ra. Bởi vậy tôi phải cắt vào mấy cái rễ này. Cắt mấy cái rễ đây để cho chân bệ cả tứ phía nó được lộ ra, và cái này thì nó cũng hơi nhiều rễ, thì tháo bớt rễ đây này, tháo bớt rễ để cho nó lộ chân bệ ra cho nó đẹp, và gốc của nó cũng cân đối với thân. Chiều kia mới là chiều chính nhé, chiều kia chân bệ của nó nhìn rất là đẹp, không phải sửa gì nữa. Màu lá rất là đẹp này. Và trước khi sửa chân bệ và cắt vào bớt rễ thì tổng hoành chỗ này tôi đo được khoảng độ 95 các bác nhé. 95 tổng hoành rất là lớn. Sau khi sửa xong cái này thì tôi sẽ báo giá, đảm bảo cái giá cực kỳ hợp lý. Các bác xem thêm cái chân bệ của nó này. Cái chiều chính nó trải ra rất là đẹp này, lô cục này, cực kỳ già rồi các bác nhé, lô cục của nó này. Chiều chính thì nó lộ ra cái chân bệ rất là đẹp này. Trước khi sửa cây thì tôi lại giới thiệu tới các bạn mới chơi một vài cái dụng cụ để sửa cây. Trong đó có cưa này, cưa to có thể dùng để cắt những cái cành to này, cưa nhỏ này. Cái cưa các bạn là lựa cưa của Đài Loan cũng được, mà cưa Nhật cũng được. Kéo này, kéo này để cắt những cành to, còn là kéo này chỉ để tỉa dăm thôi nhé. Và khi những cái rễ nào nó ở trong, nó sát với thân, không thể dùng cưa, cũng không thể dùng kéo được, thì chúng ta dùng đến cái loại đục. Đục đây các bạn nhé. Đục có thể là dùng đục tròn hoặc là dùng đục bẹ được này. Có nhiều loại đục nhé. Mài những cái đục phẳng này rất là đơn giản này. Thế còn khi để mài những cái đục cong như này thì các bạn mới chơi lưu ý là phải dùng cái đá mài tròn này nhé. Khi mài nhớ là phải làm cho nó ướt nhé, ướt cái thanh đá mài này xong mới mài đục nhé. Tôi cũng giới thiệu thêm tới các bạn mới chơi cách chọn cưa này, bởi vì tôi thấy một số bạn mới chơi là chê chủ shop bán cưa là cái răng cưa nhé, cái gọi là cái răng cưa nó không được thẳng, cái để cong sang bên phải, cái để cong sang bên trái. Các bạn mà trách như thế là trách oan chủ shop bán cưa đấy nhé. Bởi vì nhà sản xuất người ta làm cưa thì người ta sẽ mở cưa, các bà bác thợ gọi là mở cưa nhé. Khi mở cưa thì răng cưa phải cho cái thì cong sang bên phải, cái thì cong sang bên trái thì cưa nó mới nhẹ và sắc nhé. Còn các bạn bảo là cưa nó phải thẳng thì mới là đúng thì là các bạn trách oan chủ shop rồi đấy nhé. Nguyên tắc của làm cưa là có cái răng phải cong phải, có cái răng phải cong trái nhé.
những cái rễ ở ngoài thì ta có thể dùng kéo để cắt này. Còn những cái ở trong nó to có thể dùng cưa hoặc là dùng đục làm cũng được nhé. Cưa nó vướng không làm được thì dùng đục. Những cái này nhỏ thì dùng kéo cắt này. Còn những cái này thì dùng cưa. Cưa đôi khi nó lại sợ nó chạm vào những rễ khác thì dùng đục thì nó tiện hơn. Cái ngọn này thì tôi cũng giật lại này. Cái mục đích của giật lại ngọn thì nó có hai tác dụng các bạn nhé. Tác dụng thứ nhất mà ai cũng thấy được là nó sẽ làm cho cây nó côn hơn. Cái tác dụng thứ hai là nó để nó tập trung chất nuôi những cái cành này này. Giúp những cái này nó lực hơn. Các bạn nhớ là nó hai tác dụng nhé. Vừa giúp cho những cái cành ở dưới nó được lực hơn, vừa giúp cho ngọn nó được côn hơn. Đây, tôi sẽ giật lại từ chỗ này này. Cây này cho tôi vẽ ra đây nhé. Có xem này. Chiều này đang trống thì cây này sẽ vẽ ra đây. Đương nhiên cái này phải cắt vỏ này. Và tôi cắt luôn cho nó dễ làm này. Cắt luôn cái cây này các bác nhé. Cho nó thoáng là dễ làm. Chỗ nào mà nó khó cưa, khó cắt thì ta dùng đục. Như vậy là tháo xong cái rễ này. Chỗ này nó khó cưa nên phải dùng đục để chặt này. Tiếp theo là tháo bỏ cái chỗ này này. Như vậy là tháo xong cái chỗ rễ này này. Thoáng ra rất là nhiều này. Bước đầu nó lộ ra chân bệ đẹp này. Chân bệ bắt đầu đã trải ra này. Cái lưu của thân rất là đẹp này. Tiếp tục phải đục vào bớt chỗ này một chút này. Để cho nó lộ cái thân ra. Vừa lộ được cái thân ra mà nó cái sẹo này nó nhỏ đi này. Chỗ rễ này cũng phải tháo vào bớt này. Chân bệ trải rất là đẹp nhé. Chỗ này nó hơi trống một chút này. Tuy nhiên là nó có vài cái rễ nhỏ ở đây. Các bạn có thể nhổ nhẹ nhàng lên. Cầm nhổ nhẹ nhàng từ dưới lên. Sau đó đặt lại cái rễ cho nó trẻ ở đây này. Chỉ một năm sau thì nó lại có cái rễ này nó to. Nó tạo thành cái chân bệ đây rất là đẹp. Đấy, khi làm cây phải tính toán chi li từng tí các bạn nhé. Để có được mấy cây đẹp thì khi làm phải đắn đo. Phải tính toán thật kỹ. Các bác xem cây si sau khi đã xử lý này. Chân bệ đã trải ra rất là đẹp này. Chú rễ này được xử lý này. Xếp lại một chút. Cái rễ to này để cắt bỏ này. Sau này dinh dưỡng nó đi theo đường này này. Vẫn còn một cái rễ to ở đây nhé. Như vậy cái chỗ bệ này xong này nó biến rất là đẹp này. Liền vết thì nó biến rất là đẹp này. Như vậy việc tháo bớt cái rễ đây có một số tác dụng. Thứ nhất là nó lộ ra cái chân bệ này. Thứ hai là nó lộ ra cái đường thân. Thứ ba là nó tạo sự cân đối hài hòa giữa thân và rễ phụ. Và nó còn lộ ra những cái lưu cục rất là đẹp này.
Đây chỉ còn một chút sẹo thôi. Cơ bản thì cái lưu này đã liền rồi, vết gần hết rồi. Chỉ còn một chút sẹo nữa mà xử lý keo liền sẹo thì rất là đẹp. Sau này nó cũng rất là nhanh liền sẹo. Chỗ này nó tạo thành một cái lưu rất là đẹp này. Cơ bản thì thân nó rất là liền. Ở trên cái kia cành hoành này có một chút lũa, sau này sẽ xử lý bằng keo liền sẹo. Này, những cái lưu cục rất là đẹp này. Cây cực kỳ già các bác nhé. Và cây này tôi xin báo giá là 6 triệu. 6 triệu một cây si cực kỳ già như này, già như hoa đá. Cây này cũng tương đối hoàn thiện, chỉ làm cái ngọn nữa là ok. Tay cảnh thì cơ bản là ổn rồi. Giá như cây phôi. Tương lai cây này sẽ là cây trực hoành rất là đẹp. Bạn nào không thích thì có thể cắt bỏ cái cành hoành này, làm thành cây dáng trực cũng được. Cây này sau này thu vào chỗ nhỏ nó đẹp lên rất là nhiều. Cái giá 6 triệu là cái giá cũng để các bác anh em dễ giao lưu. Và còn tặng thêm hai cây tùng tuyết nữa nhé. Nếu giao dịch thành công với cây si này thì các bác còn được tặng miễn phí hai cây tùng tuyết nữa. Mua một được ba. Sau khi đã cắt bớt bỏ những cái rễ thừa, chỉnh sửa lại thì hoành ở điểm này này, chạy vòng quanh nhé, vòng quanh ở bộ rễ nhé, nó vào khoảng 85 và chiều cao từ mặt đất này, tức là cái mặt khay này, lên tới ngọn, lên tới điểm này nhé, là 40. Cây này sau khi hoàn thiện cái ngọn thì nó vào khoảng 50-55, hoành 85 mà chiều cao sau khi hoàn thiện nó khoảng 55. Như vậy đây là một cây trực hoành cũng rất là lùn lực. Tổng dáng sau này thì ra một cây rất là đẹp. Và khi cái ngọn nó ổn rồi thì các bác có thể thu vào cái khe nhỏ hơn thì cây này đẹp lên rất là nhiều. Hoành điểm này nhé, chạy vòng rễ là 85, còn chân đế đấy thì nó rộng hơn rất là nhiều các bác nhé. Tính hoành của cái bệ thì nó rộng hơn rất là nhiều. Đây là hai cây tùng tuyết mà tôi sẽ tặng kèm các bác sau khi giao dịch thành công cây si kia. Mỗi cây này có chiều cao khoảng 80 các bác nhé. Nếu các bác mà trồng ở bồn cây thì cứ để nguyên được. Còn muốn đưa lên chậu thì uốn tỉa đôi chút nhé, để tạo dáng thế cho đôi này. Và đây là một cây sung. Cây sung này rất là cao, tôi mới thu bớt chiều cao này. Trước đây cây sung này đã quay rồi các bác nhé. Nếu bác nào muốn xem lúc nó chưa cắt tán và lúc nó ra nhiều quả thì xem theo đường link tôi để cuối video nhé. Và hiện nay nó cũng còn ít quả này. Quả của nó này. Và những cái cuống quả này sau này nó sẽ ra rất nhiều quả ở đây này. Những cái cuống quả của nó này. Cây này rất là sai quả các bác nhé. Các bác xem lại cây này lúc nó sai quả thì xem theo cái đường link tôi để ở cuối video nhé. Và cây này cũng tương đối già rồi. Bác xem cái thân của nó này. Nó già, nó xù xì, nhăn nheo như này. Chân đế nó trải ra này. Nếu mà đánh nó lên bới một chút đất thì nó cũng lộ ra cái chân bệ cũng khá là đẹp. Xù xì nó méo mó này, nhăn nheo này, cây khá già rồi nhé. Hoành ở điểm này nó khoảng trên 60, kích thước cũng tương đối lớn. Nếu giá thị trường cây này khoảng 3 triệu các bác nhé. Hôm trước thì tôi báo giá cái này là 900 ngàn thôi. Tuy nhiên có một số bác băn khoăn là nhà ở xa, cho nên vận chuyển là tốn công, tiền là vận chuyển quá lớn nên các bác còn chưa xuất được. Hôm nay thì tôi giảm 400 ngàn còn 500 ngàn cho các bác nhé. 500 ngàn để hỗ trợ các bác cái tiền là vận chuyển nếu như ở xa. Già nó nhăn nheo, nó chùn lại như này. Rất là già rồi.
và thân cũng liền lạc không có một lũa các bác nhá. Cái này giá mới bây giờ là 500.000. Hỗ trợ đỡ các bác cái tiền vận chuyển. Các bác đến thì tôi có thể đánh và bó bầu cho các bác. Bao sống các bác nhá. Nếu bác nào trồng trong thời gian vài tháng mà nó chết, bác gửi hình ảnh thì tôi sẽ chuyển lại các bác nguyên tiền là 500.000 nhé. 500.000 bao sống cái này nhé. Cây kích thước cũng tương đối lớn. Cây này mà bán cây bông mát, cây công trình cũng được vài triệu đây. Thì giá 500.000 tôi nghĩ là cái giá cực kỳ hợp lý rồi. Tôi lại chia sẻ tiếp tới các bạn mới chơi một cây si. Cây này là cây si búp đỏ. Cái si búp đỏ các bác nha. Khi búp nó mới ra này nó non nó đỏ. Bây giờ nó chuyển dần sang màu xanh này. Cây này mà khi mới lấy về nó như một khúc củi thẳng. Nó cao khoảng gấp 3 lần này. Cái điểm nó cắt này. So với cái điểm này xuống mặt đất nó cao khoảng gấp 3 lần. Và cái ngọn của nó thì cũng không có gì cả. Chỉ có lơ thơ vài cái cành nhỏ thôi. Và lúc đó trông nó như một khúc củi luôn này. Nó trơn tru nó không có gì cả. Thế sau khi tôi thực hiện nhát cắt để hạ bớt chiều cao. Nhát cắt ở đây. Nó phẳng, nó trơn. Trông lại càng giống khúc củi. Và sau khi những cái mầm mới này thì tôi đã tiến hành đục đẽo. Và bây giờ nó được hình như này. Các bạn đã xem qua cái tổng dáng sau khi tôi đã đục đẽo và lọc bớt một số mầm thừa và đã côn đi rất là nhiều các bạn nhé. Trước đây nó có cái rễ đây này, cái rễ đây này. Bây giờ cắt bớt cái rễ đây thì nó đã tạo cái độ côn. Và tiến tới tôi nuôi một số cành thở, cây này là nuôi cành thở xong rồi cắt bỏ nhé, thì nó tạo những cái lưu cục. Tại sao tôi phải cắt bỏ cái rễ này? Thứ nhất là cắt bỏ cái rễ này có hai tác dụng căn bản. Thứ nhất là tạo cho cây một cái độ côn nhất định. Và xem tổng dáng sau khi cắt bỏ cái rễ này, chân đế nó trải ra rất đẹp nhé. Phần chân đế trải ra đây nhé. Và lý do thứ hai mà tôi phải cắt bỏ cái rễ đây này, các bạn mới chơi để ý nhé. Cái rễ này là tiếp xúc rất ít với thân. Và chỗ này là lại không có cái mầm. Cho nên chất sau này là sẽ đi chạy theo đường này này. Chạy vào đường này nó nuôi thân. Vì cái rễ này nếu có sống được thì rất là yếu, không khỏe. Vừa không khỏe và lại vừa không đẹp. Nhưng tôi đã cắt bỏ cái rễ này. Các bác xem lại tổng dáng của cây si sau khi đã đục đẽo, cắt bỏ những cái mầm thừa. Như vậy cái phần khó nhất thì tôi đã làm xong, là đã định hình cho cái gốc si phôi này. Cút cây rất đẹp các bác nhá. Chân đế nó trải ra này, trải ra ở đây nhé. Những cái rễ rất là to và khỏe nó trải ra này. Tôi mà làm cây thì cực kỳ hạn chế việc đục đẽo. Khi không còn cách nào khác thì tôi buộc phải dùng đến đục đẽo thì tôi mới đục đẽo. Còn tôi tận dụng tối đa hai cái phương pháp, đó là nuôi cành thở và cắt giật để tạo độ côn cho cây. Cây này thì tôi không có báo giá. Nếu các bác anh em nào mà yêu mến si đỏ mà muốn làm tiếp thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ở ngay đầu video nhé. Một cây si búp đỏ cực kỳ già và kích thước cũng khá lớn. Hoành ở điểm này tôi đo được trên 80 một chút. Là hoành ở điểm này các bác nhé. Trên 80. Thế còn chân đế thì nó rộng hơn rất là nhiều các bác nhé. Chân đế nó trải ra này. Trải cũng khá đều ra các phía này.
Đấy, khi bới một chút đất ở đây ra thì nó còn lộ ra rất là đẹp này. Bảo hành ở điểm này thì được gần 70 các bác nhá. Chiều cao hiện nay này, từ đây này đến tới điểm này, này là 20 các bác nhá. Tương lai thì nó sẽ ra một cây si dáng làng luân lực. Hiện nay thì nó mới được sang cái chậu lớn, thức ăn của nó dư thừa nên là lá nó hơi to. Khi tay cành mà ổn, các bác cắt giật vài lần thì lá nó nhỏ đi rất là đẹp. Một cây si búp đỏ cực kỳ già, cốt cây đẹp, chân là bể đẹp. Nếu đầu tư thời gian thì cây này sẽ ra một tác phẩm rất là đẹp đây. Và tôi cũng xin cam kết rằng nếu các bác anh em nào mà giao dịch thành công cây này, và các bác anh em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm cây, thì tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tôi sẽ tư vấn và chỉnh sửa giúp tới khi nào cây si này thành công. Video xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.